Tao ơi. Cái gì la làng âm sùm vậy? Con nó đang ngủ kìa. Bả nhậm gù gì với nào? Đừng có xàm, gù gì với thằng nào là sao? Chối hả? Ở nhà có camera tôi thấy hết trơn rồi. Tôi đi làm mệt muốn chết, ở nhà đi gù ghi. Ông bình tĩnh được không? Bình tĩnh hả? Bà nói tôi nghe thằng đó là thằng nào? Trời ơi trời, tôi ra ngoài tôi làm nó chặn cho bà coi nè. Tôi kêu ông nín để tôi nói được không? Nè nè, ba giờ hổng tôi ngồi luôn đi. Giờ tới tôi nói nè, cái thằng đó tôi không có quen biết gì hết trơn á. Không quen biết hả? Chắc thằng đó nó bị khùng, nó tự nhiên nó vô nhà tôi vậy. Thằng đó nó vô đây nó biết ông đó. Thằng đó là quắc tôi biết nó nào và nó biết tôi. Bà bữa nào nói chuyện rõ ràng cho tôi nghe nha. Nó thấy ông với vợ nó ngồi tò te tú tí ngoài công viên á. Chuẩn bị sẵn đợi ông về luôn nè. Let's go. Anh, tôi bảo anh không còn gì ăn hết trơn. Anh đi chợ mua đồ ăn đi. Hôm nay em tính ăn gì? Anh đi mua. Mua con gà đi, về em hầm xả cho ăn. Em giết anh tào lao thấy sợ luôn nghe em. Gì tào lao? Nhà có ba người em kêu mua con gà sao đủ ăn. Hên là anh biết tính toán rồi. Nghe lời em bữa nay nhịn ăn luôn rồi. Rồi cuối cùng anh mua gì? Nè, ba cái trứng gà. Trời ơi trời, ba cái trứng gà đó không đủ nhét cái răng sâu không nữa. Tính hay quá, kêu mua con gà đi mua ba cái trứng gà. Trình độ muốn giáo quá vậy. Nhờ nhiêu nó cũng không xong nữa. Anh ơi, sao mấy nay em khó ngủ quá à? Sao vậy? Không biết nữa, tự nhiên nó vậy á, không hiểu luôn. Em uống thử viên thuốc ngủ vô coi làm sao. Chắc suy nghĩ nhiều quá mất ngủ chứ gì. Anh ra ngoài anh lấy giùm em viên thuốc ngủ đi. Ừ, đợi anh xíu. Trời ơi, ông nội này kia ông lấy giùm viên thuốc ngủ không đâu rồi trời. Anh ơi, có lấy thuốc giùm em không? Từ từ em ơi, anh đang kiếm nè, để đâu quên mất tiêu rồi. Trời ơi, lẹ lẹ giùm em đi, hồi em buồn ngủ em ngủ mất tiêu bây giờ. Thì từ từ chứ. Đi khám bệnh sao rồi anh? Chưa có biết, ông nói ngày mai đi thử nước tiểu coi nữa. Đưa cái hũ này về nè, kêu ngày sáng mai đem nước tiểu ra cho ông xét nghiệm. Để đâu mà tùm lum hết trơn hả trời. Chết luôn rồi, ông hay rổ hũ nước tiểu không giống chữ chết luôn á. Em đâu rồi? Gì vậy anh? Có kết quả chưa? Kết quả gì? Đi thử nước tiểu bác sĩ nói tôi có bầu 3 tháng. Trời ơi. Đã dặn rồi, kêu nằm dưới không chịu nằm. Một hai bác tôi nằm dưới. Giờ tôi có bầu 3 tháng đó, bà tính cho bà tính đi. Alo. Nhậu hả? Ở đâu? Rồi, tao qua liền. Rồi. Em, ở nhà con nhậu xíu, anh đi nhậu xíu nha. Nhậu hoài, ngày nào cũng nhậu. Bia bọt có gì ngon mà ông uống nhiều dữ vậy? Trời ơi trời, em không biết gì trơn nha em. Anh uống bia là để em tiết kiệm cho em đó. Làm gì tiết kiệm? Vậy chứ giờ anh hỏi em nè, thằng con nó uống gì? Uống sữa chứ uống cái gì? Thì đó, bia nó rẻ hơn sữa. Không lẽ giờ anh uống sữa bắt con nó uống bia hả? Vậy nha, đi xíu à. Ôi, em ở đâu mới về vậy? Em mới đi coi bói về. Coi bói nữa hả? Bữa hổm mới bị thầy kia dụ hết chịu, giờ coi nữa. Ôi, lần trước bị xui anh ơi. Lần này em rút kinh nghiệm rồi, dễ ăn em lắm. Hay lắm. Rút kinh nghiệm sao? Cái ông thầy này nè, ông bị mù. Em chị hai mới vô à. Em mới nói có một câu, ổng nghe tiếng em á. Biết ổng nói em sao không? Nói làm sao? Ổng nói em á, hiền hậu, nết na, thương chồng dữ lắm. Rồi có coi tiếp không? Không. Ổng mù mà ổng đeo kiến đen. Em sợ ổng mù giả, em không có coi nữa. Mù giả gì mù giả? Ổng nói em thì mị nết na là ổng mù thiệt rồi đó.